Chúng tôi ở trong cái hợp tác xã thì chúng tôi học được rất là nhiều điều. Rồi tới đây nữa là trong những cái chuỗi liên kết ấy. Thứ nhất là liên kết người nông dân của những người trồng cây sầu riêng liên kết với nhau để làm nên cùng chung sức đồng lòng để làm nên một cái hợp tác xã. Rồi cái thứ hai là chúng tôi cũng từng bước liên kết với các chuỗi liên kết khác để từng bước chúng tôi sẽ bán vào những hợp tác xã, bán trong những chuỗi liên kết đó để rồi cái sản phẩm của mình từng bước một ngày mà một tốt hơn, rồi mà từng bước sẽ xuất đi các cái nước ngoài để nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình. Càng được nâng cao bao nhiêu thì người nông dân chúng tôi lại càng chăm sóc tốt hơn bấy nhiêu, xanh hơn bấy nhiêu, sạch hơn bấy nhiêu. Đó chính là những cái ý nguyện mà của những người nông dân như chúng tôi ở trong hợp tác xã rất mong muốn đạt được cái thương hiệu mà tốt nhất để mà tới đây mình sẽ có cái hướng mà xuất khẩu ra nước ngoài. Thương hiệu của mình là gồm có 6 mặt hàng trái cây: sầu riêng, chôm chôm, bơ, mít, ổi và bưởi, và cộng thêm rau củ. Thì nông dân của mình sản xuất theo chương trình hữu cơ và rất là sạch. Có những cái đơn vị xúc tác của tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương và Bộ Nông của Sở Nông nghiệp dắt những đơn vị như Cốt Mát, Sài Gòn Cốt và các hệ thống siêu thị đã về thăm tại vườn tại đồng, và các đơn vị đó rất là thích. Chúng tôi đang muốn làm một cái kho sấy để làm mít sấy hoặc là bảo quản trái muối sầu riêng tách ra để đông lạnh cấp cho công ty được cái giá cao hơn. Thời tiết tương đối nó thuận lợi đấy, thì của tôi nó khoảng từ 40 tấn hoặc có thể hơn cho 1 hecta, và diện tích của tôi nó khoảng 4 hecta. Hợp tác xã tôi cũng có liên kết, cũng có liên hệ mà cũng có thông qua, rồi cộng thêm với là tôi cũng có bán cho cô Nga. Bên hợp tác xã cũng có lấy hàng là bỏ trong, tôi được biết là bỏ trong siêu thị thôi, chứ còn một phần thì một, phải nói thẳng là một phần thì tôi phải bán cho thương lái bên ngoài, là vì với cái số lượng nó rất là nhiều. Mà trong cái đó là của nhiều hội dân, hợp tác xã thì cũng có liên hệ với tôi, thì trong cái đó là tôi vẫn cứ để hàng cho hợp tác xã, rồi thậm chí là hợp tác xã cũng đem hàng lên trên siêu thị rồi cũng có bán cho tôi biết thôi. Còn tôi nông dân tôi cũng chẳng biết là cái hàng của tôi được đi đâu, cứ một mẫu là tôi một hecta tôi bình quân nó tương đương khoảng 40 tấn. Giá chung của tôi thì nói đúng ra thì nó bình quân nó khoảng trong vòng 15-16 vậy. Cái giá mà nó 15-16 này thì nhà vườn tôi là cũng tương đối là hài lòng rồi. Như hiện thời ngày hôm nay thì tôi đang thu hoạch thì đại khái nó cứ là cho đến 80 thùng, thì tất nhiên là nếu 80 thùng thì nó vào khoảng được 2 tấn 4.